Người ta đã biết từ lâu rằng trái đất quay quanh mặt trời cùng với 7 hành tinh khác và hành tinh lùn trong số nhiều vật thể khác. Tuy nhiên, vào năm 1992, hành tinh đầu tiên nằm ngoài hệ mặt trời của chúng ta đã được tìm thấy. Hành tinh này được gọi là M51ULS1b và được tìm thấy đang quay quanh một ngôi sao có tên 51 Pegasi cách chúng ta khoảng 28 triệu năm ánh sáng. Tức là ánh sáng từ hệ thống phải mất 28 triệu năm mới đến được với chúng ta. Để so sánh, chỉ mất 8 phút để ánh sáng tiếp cận chúng ta từ mặt trời của chúng ta. Kể từ đó, các nhà thiên văn đã tìm thấy khoảng 5.000 ngoại hành tinh xung quanh các ngôi sao khác nhau. Một số hành tinh này đã được tìm thấy xung quanh các sao đôi và hệ 3. Nhìn chung, các nghiên cứu cho thấy rằng ít nhất 20% các ngôi sao giống mặt trời là chủ hành tinh và về tổng thể, khoảng 40% các ngôi sao trong thiên hà của chúng ta có các hành tinh xung quanh chúng. Câu hỏi lớn đặt ra là, làm thế nào để tất cả các hành tinh này hình thành, kể cả những hành tinh trong hệ mặt trời của chúng ta? Người ta đã xác định rõ rằng những hành tinh này hình thành gần như cùng lúc với ngôi sao của chúng. Một ngôi sao được hình thành từ rất nhiều bụi và khí bị sụp đổ cùng nhau dưới lực hút của chúng lên nhau. Tại một thời điểm, tâm của vật chất bị sụp đổ này trở nên nóng đến mức có thể xảy ra các phản ứng hạt nhân và tạo thành lõi của ngôi sao. Trong giai đoạn đầu của quá trình hình thành sao, rất nhiều bụi và khí vẫn còn ở ngoài đó quay quanh ngôi sao này dưới dạng một cái đĩa. Trong đĩa này, các lượng bụi và khí nhỏ hơn bắt đầu sụp đổ cùng nhau. Nhưng nhiệt độ không bao giờ đủ nóng để bắt đầu phản ứng hạt nhân. Những đĩa này được gọi là đĩa tiền hành tinh và thường được tìm thấy xung quanh các ngôi sao rất trẻ. Người ta tin rằng tất cả các hành tinh trong hệ mặt trời của chúng ta đều được hình thành từ một đĩa tiền hành tinh xung quanh mặt trời. Đây cũng là lý do mà hầu như tất cả các hành tinh này đều quay quanh cùng một mặt phẳng. Gần đây, một nhóm các nhà thiên văn học do Jack Glaska từ Kuluevan, Bỉ dẫn đầu đã tiến hành khảo sát các sao đôi để tìm bằng chứng về các hành tinh, đồng thời đảm bảo rằng có ít nhất một ngôi sao đã tiến hóa hoặc tiến đến giai đoạn sau trong cuộc đời của nó. Trong giai đoạn hấp hối này, các ngôi sao nở ra và thải ra rất nhiều bụi và khí, có thể dẫn đến sự hình thành các đĩa tiền hành tinh. Những đĩa này, như chúng ta biết, dẫn đến sự hình thành hành tinh. Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy bằng chứng về các đĩa tiền hành tinh trong giai đoạn hình thành hành tinh ở khoảng 10% các đĩa kép đã tiến hóa trong cuộc khảo sát của họ. Họ gọi các hành tinh được hình thành trong giai đoạn này là hành tinh thế hệ thứ hai. Có một hệ thống sao đôi đã biết của các ngôi sao chết được gọi là NNC, có hai hành tinh ngoài hành tinh. Do đó hỗ trợ kết quả của nghiên cứu này. Nếu các quan sát trong tương lai xác nhận một hành tinh xung quanh một ngôi sao sắp chết, nó sẽ tạo ra một cuộc cách mạng trong lĩnh vực hình thành hành tinh, vì rất nhiều hiểu biết hiện tại sẽ cần được sửa đổi. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!